Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 45. Chuyện nữ tỳ Rohini, tiền thân Rohini, tốt hơn là kẻ thù. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về người nữ tỳ của vị triệu phú Cấp Cô Độc. Theo truyền thuyết, ông Cấp Cô Độc có một người nữ tỳ tên là Rohini. Người mẹ già của nó đi đến nhà giả gạo và nằm xuống. Những con ruồi bu quanh cắn bà như đâm với mũi kim. Bà kêu đứa con gái: "Này con thân, các con ruồi cắn ta, hãy đuổi chúng đi." Đứa con gái nói: "Thưa mẹ, con sẽ đuổi." Nó giơ cái chày lên với ý định giết các con ruồi trên thân bà mẹ. Nó nói: "Con sẽ giết chúng." Rồi nó lấy cái chày đập vào bà mẹ, khiến bà ấy chết tại chỗ. Thấy vậy, nó khóc: "Mẹ ơi!" Người ta báo cho vị triệu phú biết tin ấy. Sau khi bảo hỏa táng bà mẹ, vị triệu phú đi đến tinh xá, báo cho bậc đạo sư biết toàn thể câu chuyện. Bậc đạo sư nói: "Này gia chủ, đây không phải lần đầu tiên với ý định giết các con ruồi trên thân bà mẹ mà nó đập với cái chày và giết bà mẹ. Thuở trước nó cũng đã làm như vậy." Sau khi nói như vậy, bậc đạo sư theo lời yêu cầu của ông Cấp Cô Độc kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Mahadatta trị vì ở xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong gia đình người triệu phú. Sau khi cha mất, linh thay địa vị của cha, vị triệu phú có người nữ tỳ tên là Rohini. Nữ tỳ ấy đi đến chỗ giả gạo, nghe người mẹ đang nằm bảo: "Hãy đuổi những con ruồi trên thân ta, này con thân." Nó lấy cái chày đánh con ruồi và giết luôn bà mẹ rồi khóc. Bồ Tát nghe kể chuyện ấy, tự nghĩ: "Trên đời này một kẻ thù có trí còn tốt hơn." Rồi để tán thán người có trí, Bồ Tát đọc bài kệ này: "Tốt hơn là kẻ thù có trí tuệ thông minh, hơn kẻ thương hại mình nhưng ngu si vô trí. Hãy xem Rohini giết bà mẹ khốn khổ rồi than khóc hoài công." Bậc đạo sư nói: "Này gia chủ, đây không phải lần đầu tiên với ý định sẽ giết các con ruồi mà nó giết bà mẹ. Lúc trước nó cũng đã làm như vậy." Sau khi kể lại pháp thoại này, bậc đạo sư kết hợp lại hai câu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, bà mẹ và người con gái là bà mẹ và con gái ngày nay, còn vị đại triệu phú là ta vậy. Ha ha ha, 问什么的说。